Cô xin chào tất cả các em học sinh của lớp 3 đã đến với lớp học online ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Dương Thị Học, giáo viên trường tiểu học Hà Huy Giáp. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu bài học, các em chuẩn bị một chỗ ngồi yên tĩnh, sách giáo khoa, vở và đồ dùng học toán nhé. Bây giờ cô cùng các em khởi động với bài hát có tên gọi Bóng Bóng Ba Ba. Trong tiết học hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta những kiến thức liên quan đến tính giá trị của biểu thức. Cô và các bạn cùng nhau tìm hiểu bài học nhé. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, cô hướng dẫn các bạn tính giá trị của biểu thức. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ áp dụng được cách tính giá trị của biểu thức để giải một số bài tập. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học. Ở nội dung thứ nhất, cô hướng dẫn các bạn tính giá trị của biểu thức. Ở tiết học trước, các bạn đã biết, khi trong các biểu thức chỉ có các dấu phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có dấu phép tính nhân, chia, ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Vậy biểu thức này như thế nào? Các bạn đọc biểu thức cùng với cô nhé. Ta có biểu thức 60 cộng 35 chia 5 bằng. Quan sát biểu thức, ta thấy biểu thức này có dấu phép tính cộng và chia. Vậy biểu thức này không giống với biểu thức mà các bạn đã được học đúng không nào? Ta thấy dấu phép tính thứ nhất là dấu cộng, dấu phép tính thứ hai là dấu chia. Với biểu thức có dấu phép tính cộng và chia, ta thực hiện phép chia trước. 35 chia 5 nằm ở vị trí phép tính thứ hai, ở vị trí đầu tiên. 60 cộng chúng ta chưa thực hiện và cô viết lại 60 cộng. 30 chia 5 bằng 7, ta có 60 cộng 7 bằng 67. Vậy 67 là giá trị của biểu thức 60 cộng 35 chia 5. Các bạn lưu ý hai dấu bằng cần thẳng cột với nhau nhé. Các bạn đọc lại biểu thức với cô. 60 cộng 35 chia 5 bằng 60 cộng 7 bằng 67. Chúng ta cùng qua ví dụ tiếp theo nhé. Cô có biểu thức 86 trừ 10 nhân 4. Các bạn có nhận xét gì về biểu thức này? Biểu thức này có hai dấu phép tính. Dấu thứ nhất là dấu trừ, dấu thứ hai là dấu nhân. Vậy các bạn cần nhớ cho cô, khi trong biểu thức có dấu trừ và dấu nhân, ta sẽ thực hiện phép nhân trước. Có nghĩa là ta thực hiện phép tính 10 nhân 4 trước. Phép nhân nằm ở vị trí phép tính thứ hai. Vị trí phép tính thứ nhất là phép trừ. Ta sẽ viết lại 86 trừ 10 nhân 4 bằng 40. Cô viết 86 trừ 40 bằng 46. 46 là giá trị của biểu thức 86 trừ 10 nhân 4. Các bạn lưu ý hai dấu bằng cần thẳng cột với nhau nhé. Các bạn đọc lại biểu thức với cô. 86 trừ 10 nhân 4 bằng 86 trừ 40 bằng 46. Ở hai ví dụ này, các bạn hãy cho cô biết, khi trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta sẽ thực hiện theo thứ tự nào? À, các bạn nhớ nhé, khi trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau. Chúng ta vừa tìm hiểu cách tính giá trị của biểu thức. Khi trong biểu thức có các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia, bây giờ ta áp dụng những điều vừa học và giải bài tập nhé.
Ở nội dung thứ hai, vận dụng thực hành, các bạn hãy đọc bài cùng cô nhé. Bài 1, tính giá trị của biểu thức. Các bạn hãy bấm dừng màn hình và giải bài tập. Cô mời các bạn cùng thực hiện. Các bạn đã thực hiện xong chưa? Bây giờ mình cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. Các bạn hãy cho cô biết ở biểu thức thứ nhất, 253 cộng 10 nhân 4 ta thực hiện như thế nào? À, biểu thức này có hai dấu phép tính cộng và nhân. Ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau. Có nghĩa là ta thực hiện phép tính 10 nhân 4 trước, nhưng phép tính này nằm ở vị trí thứ hai. Vậy đầu tiên cô sẽ viết lại 253 cộng 10 nhân 4 bằng 40. Bằng 253 cộng 40 bằng 293. Các bạn có ra kết quả giống cô không? Cô khen ngợi đối với các bạn có kết quả cùng với cô nhé. Mình cùng xem bài tập tiếp theo. 41 x 5 trừ 100. Ta thực hiện phép nhân trước. 41 x 5 bằng 205. Và bằng 205 trừ 100 bằng 105. Chúng ta thực hiện phép tính tiếp theo. 93 trừ 48 chia 8. Ta thực hiện phép chia trước. 48 chia 8 bằng 6. Và bằng 93 trừ 6 bằng 87. Chúng ta sang bài B nhé. Bài B, 500 cộng 6 nhân 7. Ta thực hiện phép nhân trước. 6 nhân 7 bằng 42. Và bằng 500 trừ cộng 42 bằng 542. Chúng ta sang phép tính tiếp theo. 30 x 8 cộng 50, ta thực hiện phép nhân. 30 x 8 bằng 240 và bằng 240 cộng 50 bằng 290. Chúng ta sang phép tính cuối cùng nhé. 69 cộng 20 x 4, ta thực hiện phép nhân trước. 20 x 4 bằng 80. Vậy bằng 69 cộng 80 bằng 149. Cô có lời khen ngợi đối với các bạn đã có kết quả. Chúng ta vừa thực hiện tính giá trị của biểu thức. Như vậy, các bạn nhớ nhé, khi thực hiện biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thì ta phải thực hiện phép tính nhân chia trước, phép tính cộng, trừ sau. Chúng ta tìm hiểu qua bài tập tiếp theo. Bài này yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài tập 2 yêu cầu chúng ta đúng ghi đờ, sai ghi sờ để nhận định được biểu thức nào đúng, biểu thức nào sai. Chúng ta hãy cùng nhau tính vào vở chat nhé. Các bạn hãy bấm dừng màn hình và thực hiện các biểu thức. Cô và các bạn cùng sửa bài nhé. Bài này không làm khó các bạn, phải không nào? Các bạn có ra kết quả giống cô không? Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Ở bài A, biểu thức thứ nhất đúng, biểu thức thứ hai đúng, biểu thức thứ ba đúng, biểu thức thứ tư sai. Ở bài B, biểu thức thứ nhất sai, biểu thức thứ hai sai, biểu thức thứ ba sai, biểu thức cuối cùng đúng. Các bạn có đồng ý với cô là chỉ cần chúng ta thực hiện đúng ghi nhớ là chúng ta có kết quả chính xác đúng không nào? Cô khen ngợi đối với các bạn có kết quả cùng với cô nhé. Chúng ta cùng kiểm tra các biểu thức nhé. 37 trừ 5 nhân 5 bằng 12. Biểu thức này đúng. Ta tính nhầm. 5 nhân 5 bằng 25. 37 trừ 25 bằng 12. 180 chia 6 cộng 30 bằng 60. Biểu thức này đúng. 180 chia 6 bằng 30. 30 cộng 30 bằng 60. Chúng ta tính nhầm tiếp nhé. 30 cộng 60 nhân 2 bằng 150. 60 nhân 2 bằng 120. 30 cộng 120 bằng 150. Chúng ta cùng xem lại phép tính cuối cùng nhé. 282 trừ 100 chia 2 bằng 91. Biểu thức này sai. Ồ, tại sao biểu thức này lại sai? Chúng ta tính nhầm cùng cô nào. 100 chia 2 bằng 50. 282 trừ 50 bằng 232.
Cô chúc mừng tất cả các bạn đã có kết quả giống như cô. Biểu thức 13 x 3 trừ 2 bằng 13. Biểu thức này sai. Vì sao biểu thức này sai? Các bạn cùng tính nhầm với cô nhé. Ta lấy 13 x 3 trước bằng 39 trừ 2 bằng 37. Chúng ta tính tiếp. 180 cộng 30 chia 6 bằng 35. Biểu thức này sai đó. Chúng ta cùng tính nào. Chúng ta sẽ tính phép chia trước. 30 chia 6 được 5. 180 cộng 5 bằng 185. Chúng ta tính tiếp nhé. 30 cộng 60 chia nhân 2 bằng 180. Biểu thức này sai. Tại sao biểu thức này lại sai? Các bạn tính nhầm cùng với cô nào. Ta lấy 60 nhân 2 trước. 60 nhân 2 bằng 120. 30 cộng 120 bằng 150. Chúng ta tính phép tính cuối cùng nhé. 282 trừ 5, 100 chia 2 bằng 232. Biểu thức này đúng. Chúng ta tính nhầm cùng cô nào. Trong biểu thức này có phép trừ và phép chia. Ta thực hiện phép chia trước. 100 chia 2 bằng 50. 282 trừ 50 bằng 232. Cô chúc mừng các bạn có kết quả giống cô nhé. Như vậy, các bạn lưu ý cho cô, nếu các biểu thức có các chữ số và các phép tính giống nhau mà ta không thực hiện đúng theo thứ tự nhân chia trước cộng trừ sau, thì ta sẽ tìm ra các kết quả khác nhau đúng không nào? Như vậy, qua hai bài tập thêm một lần nữa, các em lưu ý cho cô là trong biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia, các bạn cần phải nhớ tính phép tính nhân chia trước cộng trừ sau. Bên cạnh đó, các bạn phải thuộc bảng cộng, bảng trừ, bảng nhân, bảng chia và kiểm tra thật chính xác để làm bài cho đúng nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập tiếp theo. Các bạn đọc đề cùng cô nhé. Bài 3. Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? Các bạn cho cô biết, đề bài cho chúng ta biết gì? Đề bài cho chúng ta biết, mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo và chia đều vào 5 hộp. Vậy đề bài hỏi chúng ta điều gì? À, đề bài hỏi chúng ta rằng mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? Vậy muốn biết mỗi hộp có bao nhiêu quả táo, chúng ta phải làm như thế nào? Ta phải lấy số quả táo của cả mẹ và chị chia đều vào 5 hộp. Vậy số táo của cả mẹ và chị là bao nhiêu? Ta đã biết chưa? À, chưa biết. Vì vậy, đầu tiên ta phải đi tìm số táo của mẹ và chị. Khi ta biết số táo của cả mẹ và chị là bao nhiêu, sau đó ta chia đều vào 5 hộp, ta sẽ tìm được số quả táo của mỗi hộp, đúng không nào? Bây giờ các bạn hãy bấm dừng màn hình và thực hiện bài tập này nhé. Cô mời các bạn bắt đầu. Bạn đã làm bài xong chưa? Mình cùng kiểm tra đáp án nhé. Bài giải. Ở bước thứ nhất, cô đi tìm số táo của mẹ và chị đã hái là cô lấy 60 cộng 35 bằng 95 quả. Ở bước thứ hai, cô đi tìm số táo mỗi hộp có là cô lấy 95 chia 5 bằng 19 quả, đáp số 19 quả táo. Các bạn có bài giải giống cô không? Cô chúc mừng các bạn đã có bài giải giống như cô nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập tiếp theo. Bài 4. Có 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên. Yêu cầu là hãy xếp thành hình tứ giác dưới đây. Hãy xem cô thực hiện mẫu nhé. Rất dễ phải không nào? Ngay sau tiết học này, các bạn sẽ về nhà
Chuẩn bị cho cô 8 hình tam giác để xếp thành một hình tứ giác nhé. Tiếp sau cô sẽ kiểm tra xem bạn nào làm đúng và nhanh nhất sẽ được nhận một phần quà nhé. Trong tiết học hôm nay, các bạn cần nhớ cho cô khi trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau. Và các bạn cũng nhớ kiểm tra thật kỹ sau khi làm bài xong nhé. Ngay sau tiết học này, các bạn sẽ xem lại các bài tập và học thuộc ghi nhớ nhé, và chuẩn bị cho cô bài tính giá trị của biểu thức tiếp theo. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em luôn vui khỏe và học tập tốt. Các bạn nhớ thực hiện đúng 5K để bảo vệ bản thân và gia đình trong đại dịch COVID-19 nhé. Cô thân ái chào tất cả các em.